quá bà không nổi, mập quá bà không nổi, mập quá bà không nổi. Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel. Hôm nay thì cũng là lần đầu tiên bắt bé Common vào nhà. Hôm nay cập nhật tình hình cho anh em xem. Nó cũng khá là mập và to hơn cái lúc mà mang về rất là nhiều. Lúc mang về nó có chút xíu vậy à. Giờ nó to lắm rồi nhưng mà mang vô nhà hình như là nó không thích hay sao á. Đó, thấy cái chân của nó không? Đây là cái mài của nó. Móng vuốt thì vẫn còn đầy đủ. Tuy nhiên thì cái miệng của nó bị mẻ một miếng, mình không hiểu lý do tại sao. Đây, mình sẽ chọc cho nó. Há miệng ra cho anh em xem. Rất là khó để chọc nó há miệng ra. Thì cái gì á, cái miệng của nó bị mẻ một miếng ở bên cái hàm bên này nè, ở phía dưới bị chút xíu à. Không biết là tại sao nữa. Đâu cho nó ăn gì cứng đâu ta. Nuôi bây giờ cũng được nửa năm rồi. Đấy, cái mai của nó dơ vãi. Mới chào hôm bữa xong mà hôm nay nó lại tiếp tục dơ như vậy. Ghê không? Đây là đuôi. Đuôi thì vẫn còn nhỏ. Đó. Đuôi, mông, vuốt, móng vuốt. À. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đó, cho anh em xem. Cho anh em xem cái phần miệng của nó đâu. Đây, cái mắt của nó nè. Thì con rùa common này nè, dòng rùa common á thì càng lớn lên thì nó càng nhìn nó càng xấu hả anh em. Lúc mà nhỏ nhìn dễ thương lắm. Anh em xem mấy cái clip nhỏ của nó, nhìn nó nhỏ, nhỏ đẹp đẹp, mai của nó đẹp lắm. Lớn lên nhìn nó mắc cười ghê luôn. Nhìn nó mập. Sợ camera hả cu? Đó. Mập quá đi không nổi luôn. Chắc là mình cũng phải thường xuyên cho nó bắt nó ra, cho nó tập đi quá. Chứ nó hình như là nó nặng quá, nó đi không nổi gì vậy. Này nó to. To bằng cả một cái... Đấy vậy. Ghê không? Tí nữa bắt con alligator vào nữa. Bỏ đi đâu? Bỏ đi đâu? Bỏ đi đâu? Mọc quá bò không nổi anh em. Nhìn chân nó kìa. Vãi. Mọc quá bò không nổi. Mọc quá bò không nổi. Mọc quá bò không nổi. Tục thiệt. Bò đi đâu, bò vòng vòng dài mất phương hướng luôn. Mất phương hướng rồi. Không biết chừng nào nó mới to bằng cái bàn chân của mình nữa. Mấy này ở nhà chán quá nên bắt nó vào chơi. Bò lung tung. Ok, giờ mình bắt bắt con alligator vào nha anh em. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Trời ơi, nhìn nó bò kìa. Ok, dừng lại bắt con alligator vào chơi nào. Right, thì đây là bé alligator. Nó cũng to. To lắm rồi các bạn. To hơn cái ngày đầu về, nó có một nửa vậy à. Dạ nó cũng to lắm rồi. Còn đây cái phần đuôi nó, cái da nó lột nè. Nhem nhở, nhem nhở. Nhìn giống như là bị nấm vậy các bạn ha. Nhưng thật ra không phải, các bạn để ý kỹ đi. Nó lột chưa hết á. Để trong nước cái mai đó nè. Cái mai nó mới chà hôm qua mà hôm nay nó đã vầy rồi. Con này dữ không? Con này dữ không? Dữ không? Nãy mới bị con gì cắn nè. Đây nè, mới bị con common cắn xong. Đó, chảy máu luôn nha. Đó, ghê không, chảy máu luôn. Bên này nữa. Đây nè,
Đó, bị con common cắn nè. Còn cái con này sao mà nó thụ động quá vậy? Con này nó đúng đúng đù luôn á. Nhưng mà thử để cái tay vô là nó tớp liền. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Đụng vô đầu nữa nè. Nó chuẩn bị há miệng ra nè. Ồ, cái thế gì vậy? Ồ, cái thế gì đây? Thế gì đây? Thế gì đây? Thế gì đây? Thế gì đây anh em? Vãi. Mình không biết nó làm cái gì nữa. Chắc là nó đang chu đích lên. Này mắc cười ha. Thì con này mình lấy về sau con common tầm 2 tháng. Hôm nay thì nó cũng khá là lớn rồi, móng vuốt các thứ thì vẫn còn đầy đủ. Nuôi thì cũng chẳng có để ý chăm sóc nó kỹ đâu. Cứ quăng nó trong đó rồi ngày ra cho thảy đồ ăn, cho tự ăn thôi. Đó, ghê không? Mình sẽ chọc cho nó há miệng ra nha này. Mình sẽ chọc cho nó há há miệng ra. Ghê không? Ghê không? Chọc cho nó há miệng ra nè. Thôi, giờ thả nó đi về chuồng lại. Bye bye anh em nha.